Kỳ án ánh trăng. Ánh trăng lặng lẽo soi trên đôi vai gầy guộc của Tưởng Dục Hồng. Cô thấy lạnh lạnh. Lẽ ra đêm xuân không nên có cảm giác này mới phải. Cô cười thầm và trách mình thật chẳng ra sao. Những ngày tháng ở Quý Châu làm một thanh niên học sinh đi thực tế cơ sở, khi thấy chán ngán, nửa đêm cô vẫn đi dạo một mình trong thôn là chuyện bình thường. Lúc này đang ở trong vườn của trường đại học rất yên tĩnh. Sao mình lại sợ hãi gì? Có đúng tại cái nơi mình định đến lúc này không? Ánh trăng sáng trong bao phủ khu nhà nhỏ hai tầng cách chỗ cô đứng không xa. Đó là khu nhà kiểu châu Âu được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ này. Nghe nói đó là khu nhà cổ nhất trong đại học Y, nay được dùng làm phòng thực nghiệm giải phẫu học. Phía bắc là cửa ra vào duy nhất. Đó là một vòm cuốn khá dày, có kiểu hang đá. Nóc của nó là ban công của tầng 2 nhô ra. Lúc này nhìn vào, thấy vách cửa xám được ánh trăng soi trắng nhợt. Bóng của mái vòm là ban công in xuống nền, làm cho phía trong cửa vòm tối om khác thường. Hình như trong đó đang chứa đựng những thứ gì đó rất đáng sợ. Nếu ngày mai không phải làm bài thi giữa học kỳ của môn giải phẫu, thì cô đã chẳng phải nửa đêm một mình đi vào khu nhà, mà bên trong đâu đâu cũng bày các xác chết đủ loại, cùng các đoạn chân tay ngắn dài và nồng nặc mùi phóc môn. Dục Hồng là một sinh viên công nông binh đợt cuối cùng về học ở đây, trải qua bao nhiêu giày vò và khắc khoải chờ đợi trong suốt 7 năm đi thực tế ấy, rồi cũng đến ngày cô được thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, năm tháng trôi đi, nay cô đã ở tuổi 26, kiến thức cơ bản bị rỗng, dù cố đến mấy cũng không thể đọ trí nhớ và độ nhanh nhạy với các sinh viên 17-18 tuổi. Nhưng Hồng lại vốn có cá tính mạnh mẽ, cô luôn muốn nổi trội trong học tập. Cho nên đêm nay, cô đến phòng thực nghiệm giải phẫu hoàn toàn không vì nước đến chân mới nhảy, mà là muốn nâng cao kiến thức đã có, muốn làm rõ từng chi tiết cuối cùng mà cô còn mơ hồ. Then chốt của môn giải phẫu học là chịu khó nghiên cứu các tiêu bản thực thể để cảm nhận đa chiều và cụ thể. Vì vậy, phòng thực nghiệm giải phẫu là nơi ôn tập lý tưởng nhất. Trong trường đại học Y số 2 Giang Kinh này, lâu nay vẫn đồn đại một chuyện bí ẩn kỳ dị về phòng thực nghiệm giải phẫu. Chuyện thường xảy ra về đêm khuya, nhân vật chính có thể là một quái nhân thích ăn thịt các xác chết, có thể là một con ma hung ác, hoặc một cô hồn đầy oán hận. Các nạn nhân phải hứng chịu đều là các sinh viên y khoa vô tội. Với các sinh viên y khoa, sau khi kết thúc giờ tự học lúc 11 giờ mỗi đêm, thì nơi đây trở thành vùng cấm địa. Tối nay, Dục Hồng đã cùng các bạn đến đây ôn bài, rồi tắt đèn trước lúc chuông báo hết giờ. Sau đó, họ cùng trở về ký túc xá. Đến nơi rồi, Dục Hồng vẫn trăn trở mãi. Cô cảm thấy mình ôn tập chưa được chu đáo, bèn quay trở lại đây. Đang suy nghĩ miên man, thế rồi cô đã đứng trước cửa vòm cuốn. Các mẩu chuyện đồn đại về ma quỷ, liệu có thật không? Tim cô dần đập nhanh hơn, tất nhiên không phải là thật. Cô đã từng trải qua bao thăng trầm của quãng đời học sinh đi thực tế. Đương nhiên cô không như các sinh viên trẻ nhẹ dạ cả tin vào các chuyện khiếp hãi này. Có lẽ vì sinh viên y, bài vở quá nặng nên đã bịa ra các mẩu chuyện cho chính mình được vui đó thôi. Nhưng tại sao mình lại chợt dùng mình? Tim cô càng đập nhanh hơn, nghe rõ mồn một. Để tự trấn tĩnh, Hồng đành nhẹ nhẹ nhắm mắt và thầm nhẩm lại mấy câu về cấu tạo quả tim và hướng lưu thông của máu do cô tự soạn cho mình. Lên tâm nhĩ, xuống tâm thất, trái van hai lá, phải van ba lá, tĩnh mạch phổi tâm nhĩ phải, tâm thất trái động mạch chính, tĩnh mạch trong tâm nhĩ phải, tâm thất trái động mạch phổi. Cô dường như nhìn thấy dòng máu đang chảy mạnh trong tim mình, cuồn cuộn chảy, không ngớt chảy qua chảy lại giữa tâm nhĩ và tâm thất. Tuy nhiên, cô vẫn bước qua bậu cửa xi măng khá cao để vào khu nhà thực nghiệm giải phẫu. Bậu cửa này cao tới một thước, cũng là một đề tài luôn được các sinh viên các khóa hay bàn tán. Nghe nói nhiều năm trước, có lần một bể lớn chứa đầy phóc môn của phòng thực nghiệm giải phẫu bị vỡ, tràn ra linh láng, một nửa sân trường, nồng nặc mùi phóc môn nhức mũi. Để phòng lặp lại sự cố tương tự gây ô nhiễm, nhà trường bèn cho nâng cao các bậc cửa này lên, coi như là một con đập chắn phóc môn. Nhưng cũng có cách khác nói, cách giải thích phổ biến của dân gian, bậu cửa cao một thước có thể nhốt ma quỷ ở trong nhà và phòng ngừa các xác chết nhảy ra ngoài. Sau bậu cửa là 5 bậc thềm khá cao, rồi đến cánh cửa gỗ. Dục Hồng nắm vào tay nắm cửa bằng đồng nghĩ bụng, lúc này mình quay ra vẫn chưa muộn. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ hãi chốc lát mà bỏ lỡ dịp ôn bài thuận lợi như thế này? Bỗng nghe thấy một điệu nhạc du dương từ phía trong vọng ra, Dục Hồng chững lại, chăm chú lắng nghe, hình như có tiếng người thì thầm. Để ý nghe kỹ hơn,
có thấy các âm thanh lách cách do đồ thủy tinh va chạm nhẹ phát ra, thì ra đó là một bữa tiệc liên hoan. Tổ chức liên hoan trong phòng thực nghiệm giải phẫu ư? Có lẽ là một nhóm sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp không có bài vở gì nữa, đã đến đây để thư giãn. Nhưng cách đây hơn một giờ, nơi này rõ ràng vẫn còn là một đám đông sinh viên mài ngồi học chuẩn bị thi giữa năm kia mà. Sao chỉ sau chốc lát đã tràn đầy những âm thanh cốc chén, bát đũa va chạm nhau. Bè lũ bốn tên đã bị đánh đổ, cách mạng văn hóa đã kết thúc, không khí xã hội đã thoáng hơn nhiều và hiếm khi thấy các sinh hoạt có màu sắc tiểu tư sản như thế này. Dục Hồng hít một hơi thật sâu, rồi mở rộng cánh cửa lớn của phòng thực nghiệm giải phẫu.